Chào Nị, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một bài thơ mà hồi nhỏ cô được học. Một bài thơ rất là dễ thương luôn. Đó là bài Mưa của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Giờ mình cùng nhau vừa đọc thơ vừa xem tranh nha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng.